Xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Chào Ngày Mới sáng Chủ nhật ngày 28 tháng 4 của STV. Hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần, cũng là ngày nghỉ thứ hai trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp lễ chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Hà Nhung xin chúc quý vị và các bạn có một kỳ nghỉ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và cũng xin cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chúng tôi trong khung giờ quen thuộc 6 giờ đến 6 giờ 15 phút hàng ngày trong chương trình Chào Ngày Mới của STV. Ngay bây giờ, mời quý vị đến với các nội dung của chương trình hôm nay. Đệ trình đề án phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, càng sớm đưa đề án vào triển khai thì sẽ càng tăng cơ hội phát huy được lợi thế nguồn nhân lực để phát triển. Theo dự tính trong đề án, để thực hiện mục tiêu đề ra, tổng mức kinh phí thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của đề án đến năm 2030 khoảng 26.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 17.000 tỷ đồng và nguồn xã hội hóa khoảng 9.000 tỷ đồng. Liên quan đến nguồn lực để thực hiện đề án, đại diện Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết sẽ huy động cả ngân sách trung ương, địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, cơ sở hỗ trợ đào tạo và các cơ quan tổ chức, các nguồn vốn ODA và vốn tài trợ trong nước, nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cuộc đua chip toàn cầu đang nóng lên và Việt Nam có cơ hội đặc biệt để khẳng định mình là một trong những nước tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn. Để người dân có thêm nhiều cơ hội sở hữu nhà ở xã hội, nhiều quy định, điều kiện khi mua nhà ở đã được Bộ Xây dựng đề xuất gỡ bỏ. Bộ Xây dựng vừa đề xuất đối với người độc thân có mức thu nhập 15 triệu đồng một tháng và đối với hộ gia đình, hai vợ chồng tổng thu nhập không quá 30 triệu đồng một tháng là đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Mức thu nhập này chỉ cần cơ quan nơi công tác xác nhận mà không cần phải ra cơ quan thuế. Trước vấn đề trên, nhiều chuyên gia cho rằng đề xuất trên của Bộ Xây dựng có tính đột phá, mang đến nhiều lợi ích. Hiện Bộ cũng đang xây dựng hoàn thiện dự thảo về phát triển nhà ở xã hội. Trong thời gian tới sẽ gửi Bộ Tư pháp thẩm định, hoàn thiện và trình xin ý kiến Chính phủ. Theo thông tin từ Cục Đường Cao tốc Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải, Quốc hội đã đồng ý chủ trương thu phí trên cao tốc do nhà nước đầu tư. Các nghị quyết của Quốc hội đã yêu cầu Chính phủ xây dựng các quy định về phí sử dụng đường bộ cao tốc. Cụ thể, mức phí sẽ tính toán kỹ, bảo đảm phù hợp trên từng tuyến, bởi nếu quá cao, các phương tiện sẽ không sử dụng cao tốc, gây ùn tắc cho quốc lộ song hành. Bộ Giao thông Vận tải cho rằng việc thu phí cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ giúp tăng thu ngân sách qua việc huy động nguồn lực từ người sử dụng, góp phần tạo nguồn kinh phí để đầu tư phát triển hệ thống đường. Nếu không có gì thay đổi trong năm 2024, tất cả các tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư sẽ được thu phí. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Sơn La đã tập trung đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo chung của nhà nước như hỗ trợ vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về y tế, giáo dục, tiền điện, nước cho các hộ nghèo từ nguồn vốn được phân bổ, kịp thời hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Tính đến hết tháng 3 năm 2024, tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, trong đó 11 trên 12 huyện thành phố đã hoàn thành công tác giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 để thực hiện chương trình. Đồng thời các huyện thành phố cũng đang triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần. Công tác rà soát, bổ sung đưa ra khỏi diện hộ nghèo được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch, thực chất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 17,83% năm 2022 xuống còn 14,17%, giảm 3,66% so với năm 2022, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện tiểu dự án 1, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, dự án 4, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024 để góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đặc biệt là bà con nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn của tỉnh. Với diện tích 7.500 ha nhãn, sông Mã là vùng nhãn lớn nhất của tỉnh Sơn La. Thời điểm này, các hợp tác xã trên địa bàn huyện đang tích cực chăm sóc diện tích nhãn xuất khẩu, đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn, sản phẩm khi thu hoạch có thể đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường nước ngoài. Trên địa bàn huyện Sông Mã đã được cấp 48 mã số vùng trồng nhãn với tổng diện tích trên 480 ha, trong đó 12 mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Mỹ, 23 mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, 13 mã vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Úc, New Zealand.
Cùng với đó, huyện có 51 hợp tác xã sản xuất quả an toàn theo quy trình Việt Gáp, trong đó nhãn trên 856 ha, sản lượng đạt trên 8.560 tấn. Hiện các hợp tác xã và người trồng nhãn tập trung nhân lực chăm sóc diện tích nhãn, chủ động nguồn nước tưới cho cây, tạo độ ẩm cho gốc, tỉa bớt những cành sai hoa, tổ chức bón phân, cung cấp chất dinh dưỡng cho quả phát triển. Các sản phẩm phân bón cho nhãn cũng được lựa chọn từ những nhà cung cấp có uy tín. Với sự chủ động trong đảm bảo kỹ thuật sản xuất của người trồng nhãn cùng với sự đồng hành hỗ trợ của cấp ủy chính quyền, cơ quan chức năng địa phương, huyện Sông Mã đang hướng tới một vụ nhãn thành công. Từ đầu năm 2024 đến nay, do ảnh hưởng của El Nino và biến đổi khí hậu trên địa bàn huyện Yên Châu, thời tiết nắng nóng kéo dài, lượng mưa thấp hơn rõ rệt so với các năm trước. Bên cạnh đó, các hiện tượng như mưa đá, gió lốc thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Trước tình hình đó, huyện Yên Châu đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Sơn La tại Yên Châu tiến hành sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn, chỉ đạo các xã huy động nhân dân tham gia nạo vét, sửa chữa thường xuyên hệ thống mương phai để hạn chế tình trạng thất thoát nước, đảm bảo cung cấp nước tưới cho diện tích lúa và cây trồng trên địa bàn. Cùng với đó, huyện Yên Châu đã đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về biến đổi khí hậu, vận động người dân áp dụng các biện pháp canh tác, phòng trừ sâu bệnh tiên tiến nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, như sản xuất theo quy trình Việt Gáp, sản xuất theo hướng hữu cơ, canh tác trên đất dốc, trồng các giống cây, loại cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc, chống sói mòn, sạt lở đất, nhân rộng mô hình tưới tiết kiệm nước cho các vùng cây ăn quả, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần phòng chống thiên tai, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức của chương trình sáng nay, bây giờ sẽ là STV kết nối. Thưa quý vị và các bạn, thời đại công nghệ thông tin bùng nổ đã giúp cho khoảng cách mọi vùng miền được rút ngắn lại. Sự tiện lợi của thiết bị công nghệ dần thay thế cho việc viết thư tay ngày nào. Tuy nhiên, ở Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió, lá thư vẫn là phương tiện thông tin thiết yếu, có giá trị đặc biệt, mang theo tình yêu thương gửi tới cán bộ chiến sĩ hải quân nơi đảo xa. Trong tiếng sóng biển dạt dào, những chiến sĩ trẻ ở đảo Song Tử Tây truyền tay nhau đọc những lá thư của các em học sinh từ đất liền gửi cán bộ chiến sĩ hải quân. Đó chính là món quà tinh thần vô cùng ý nghĩa đối với những người lính đảo, giúp họ có thêm niềm lạc quan, trân trọng cuộc sống. Bản thân cháu thì thường liên hệ với gia đình bằng điện thoại của chỉ huy đơn vị ạ. Nhưng mà mỗi khi nhận được bức thư thì cháu vẫn cảm thấy rất xúc động. Cháu được tiếp thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trên đảo và cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ ạ. Khác với những lá thư nơi đất liền, những lá thư gửi đảo xa phần lớn là không tem, không dấu bưu chính. Những lá thư chỉ đề họ tên và địa chỉ người gửi, còn ở địa chỉ người nhận được ghi gửi các chú bộ đội hải quân. Song ở đó đã chứa đựng tình cảm sâu sắc của các học sinh, của nhân dân từ đất liền gửi cán bộ chiến sĩ hải quân đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Những lá thư của các em nhỏ từ đất liền ra, đấy, nó thể hiện từ em nhỏ nó cũng đã có cái nhận thức ngay từ đầu về cái vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo, để cán bộ chiến sĩ để san sẻ với nhau, đấy là gắn kết thêm trong cái cuộc sống và gắn kết thêm trong công việc. Trong số những bức thư gửi đến những người lính đảo, có không ít thư địa chỉ gửi đi là các em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số ở mãi tận vùng sâu vùng xa. Dù nét chữ chưa được tròn, chính tả còn viết sai, song lại chứa đựng biết bao tình cảm yêu mến và rất đỗi tự hào. Các cái bức thư từ miền xa xôi của Tổ quốc, đặc biệt là miền biên giới, đã gửi tới nơi đảo xa. Chúng tôi rất xúc động và thấy rằng là sự quan tâm của đất liền cũng như là sự động viên về tinh thần của các mọi người ở trên đất liền cũng như là các em học sinh để chúng tôi xây dựng thêm cái quyết tâm ngày càng cao hơn trong cái việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Sóng gió Trường Sa đã rèn giũa nên bản lĩnh người lính, những người con vì biển đảo quê hương, vì hạnh phúc của nhân dân đã gác lại nỗi niềm riêng, sẵn sàng ra nơi đầu sóng ngọn gió để thực hiện nhiệm vụ. Lá thư trao đi, niềm chân tình nhận lại, những cánh thư nối nhịp yêu thương trở thành sợi dây nối đảo xa với đất liền bền chặt.
để tình yêu Trường Sa, tình yêu Tổ quốc, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng được gieo mầm và mãi xanh tươi. Vâng, những lá thư như góp thêm sức mạnh, niềm tin cho mỗi cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, vững tay súng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Khép lại mục STV kết nối, chương trình tiếp tục với mục An ninh, an toàn. Thưa quý vị, nhằm xử lý triệt để các nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn và sử dụng chất ma túy khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sơn La lập tổ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm địa bàn. Tham gia cùng lực lượng Cảnh sát Giao thông lập chốt kiểm tra từ 21 giờ đêm hôm trước đến 1 giờ sáng hôm sau trên tuyến quốc lộ 6 qua địa phận thị trấn Mộc Châu. Điều dễ nhận thấy là lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá đông, nhất là khung giờ từ 21 giờ đến 22 giờ. Với tinh thần không có vùng cấm và không ngoại lệ, các cán bộ chiến sĩ đã phải căng mình dưới ánh đèn đêm để thực hiện nhiệm vụ. Hầu hết người dân đều rất đồng tình, hợp tác với các tổ công tác. Nhiều người tham gia giao thông còn mong muốn cần kiểm tra thường xuyên, làm mạnh hơn nữa để tiến đến chấm dứt tình trạng đã uống rượu bia vẫn lái xe, vừa gây nguy hiểm cho chính mình cũng như người tham gia giao thông. Mọi người thì ai cũng ủng hộ cái này, vì đúng ra là đi trên đường thì đúng ra là không được lên uống rượu bia. Và bọn em chấp hành cái chủ trương của bên an toàn giao thông. Cá biệt trong quá trình kiểm tra, một số trường hợp lái xe không hợp tác khi thấy cảnh sát giao thông đã quay đầu xe hoặc quanh co không phối hợp thổi nồng độ cồn. Được biết, triển khai đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, ngoài lập chốt kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Mộc Châu còn kiểm tra lưu động. Các tổ công tác sẽ được tăng cường, không có ngày nghỉ, kể cả những ngày nghỉ lễ, với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt để người dân du khách đi lại thuận tiện, an toàn. Kết quả từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chức năng huyện Mộc Châu đã phát hiện xử lý 647 trường hợp vi phạm, xử phạt trên 2,6 tỷ đồng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh về việc tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Quá trình tuần tra kiểm soát thì ban đêm chúng tôi cố gắng làm sao mà tuần tra khép kín 24/24 để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, phòng ngừa tai nạn giao thông, kéo giảm tình hình tai nạn giao thông, đặc biệt là tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, chất ma túy. Nhờ những cống hiến thầm lặng của lực lượng cảnh sát giao thông nên tình hình vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có những chuyển biến tích cực. Việc xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm, nhất là vi phạm nồng độ cồn trong thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Vâng, một điều xin lưu ý quý vị, dịp nghỉ dài ngày cũng là lúc mà chúng ta thường sum họp gia đình, tụ tập bạn bè, gặp gỡ liên hoan và thường khó tránh những bữa nhậu. Những lúc như vậy, quý vị hãy nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe. Chúng ta hãy thay bằng cách di chuyển khác, đảm bảo an toàn cho chính mình và người tham gia giao thông khác. Và để niềm vui kỳ nghỉ lễ được trọn vẹn, quý vị nhé. Từ đây chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn trong chương trình Chào Ngày Mới sáng nay. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.